Kính thưa đồng bào thân mến, đây là văn phòng Hội đồng Cứu Nguy Việt Nam và Nhân loại vào ban đêm. Ở đây chúng ta thấy có hình ảnh anh hùng chiến sĩ tận vong đã được đưa lên khung cửa kính. Đây là anh hùng chiến sĩ tận vong. Hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ tận vong kết tụ lại, hiện ra trên mây thành một ông rồng vĩ đại đang phun lửa. Đây là những chiếc nón, đây là ánh mắt, đây là ánh mắt của anh hùng chiến sĩ Tân Long đây. Bị thương, đây là mũi bị thương, gãy qua một bên, quẹo qua một bên, da mặt bị cháy, chảy xệ. Đây là môi miệng, xích môi, sưng môi, dập môi. Đây là anh hùng chiến sĩ Trận Vong hiện ra trên mây. Và nếu chúng ta xây giữa lúc này, chúng ta thấy đây là một đầu rồng vĩ đại. Đây là phần cổ của ông rồng, mình của ông rồng, cánh của ông rồng. Đây là mắt của ông rồng. Đây là mũi của ông rồng, sừng và xịt lửa ra. Đây là miệng của ông rồng đang phun lửa ra. Rất rõ ràng. Và đây là ông rồng vĩ đại. Bà để ý cho kỹ, đây là một ông rồng thật là lớn, thật là vĩ đại. Và đây là một vị tiên tổ của chúng ta, ông tổ của chúng ta là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Sấm lệnh của Ngài ra lệnh kêu gọi đồng bào ôm những ảnh tượng phép lạ vĩ đại của Thượng Đế tỏ hiện ra mà người Việt Nam chúng ta đã nhận được. Chúng ta ôm những hình ảnh phép lạ này xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản. Và đây là khuôn mặt cha trời Giê-xu hiện ra ngày 29 tháng 8 năm 2009. Sau đó liên tục Ngài cho những phép lạ vĩ đại tiếp tục hiện ra để cảnh báo cho nhân loại được biết về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và người Việt Nam chúng ta có trọng trách phụ giúp làm việc cứu nhân loại và đồng thời làm việc cứu Việt Nam gấp bằng cách là thông báo những tin mừng này đến cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đương nhiên hiện tại thì thế giới đang khủng hoảng vì chiến tranh càng ngày càng khốc liệt. Đó là lý do tại sao những phép lạ này được cha trời Thượng Đế Toàn Năng cho tỏ hiện ra trên mây. Đồng bào cần vào trang website của chúng ta để học hỏi gấp về những phép lạ này. Anh hùng chiến sĩ Trận Vong, ông tổ bà tổ Việt Nam. Và đây là Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Hình ảnh của Ngài được vẽ lại, copy lại. Và đây là khuôn mặt cha trời Giê-xu hiện ra cảnh báo nhân loại lần sau cùng. Đây là hình chúng tôi làm đậm hơn để cho những ai mắt kém có thể xem chi tiết rõ ràng hơn. Đồng bào cần vào trang website của chúng ta để xem xét hình màu gốc và cũng như xem xét tất cả những phép lạ cảnh báo nhân loại về việc tận thế đang bắt đầu xảy ra. Và đồng thời đồng bào có thể copy tất cả những hình ảnh phép lạ này trên trang website của chúng ta. Và đồng bào nhớ làm bổn phận của mình, phụ giúp tôi có đầy đủ ngân sách để tôi thông báo cho tất cả nhân loại được biết gấp. Và đương nhiên đồng bào cần phụ giúp tôi thông báo cho tất cả đồng bào
nhân loại được biết gấp. Đồng bào Việt Nam chúng ta không được phép chậm trễ nữa. Nhớ những gì tôi cảnh báo ngày hôm nay vô cùng quan trọng. Hôm nay là 20 tháng 10 năm 2014.